Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp trúng số độc đắc, cuối tuần trả sạch nợ. Về con giáp nào có số trúng lớn giàu to, nếu muốn biết thông tin chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là tử vi tổng quan ngày mới. Mở đầu chương trình là thông tin tử vi tổng quan ngày 27 tháng 10 năm 2023, thứ 6 dương lịch. Âm lịch là ngày 13 tháng 9 năm 2023, là ngày Mậu Ngọ, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão, tiết khí, xương giáng, ngày trực thành. Hôm nay là ngày Thiên Hình Hắc Đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Hắc đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử: giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ và giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Tuất và tuổi Dần, lục hợp với tuổi Mùi, xung với tuổi Tý, hình với tuổi Ngọ, phá với tuổi Mão. Về ngũ hành niên mệnh, thiên thượng hỏa, hôm nay là ngày Mậu Ngọ, tức chi sinh can, hỏa sinh thổ, là ngày cát, nghĩa nhật. Nạp âm thiên thượng hỏa, kỵ tuổi Nhâm Tý và tuổi Giáp Tý. Ngày thuộc hành hỏa, khắc hành kim. Đặc biệt người tuổi Nhâm Thân, tuổi Giáp Ngọ, thuộc hành kim không sợ hỏa, ngược lại nhờ hỏa khắc mà được lợi. Ngày Ngọ, lục hợp với Mùi, tam hợp với Tuất, Dần, thành hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi. Tam sát kỵ tuổi Thân, Tý, Thìn. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Nhâm Tý và tuổi Giáp Tý. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Bính Thìn và tuổi Mậu Thìn. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao: Thiên Hỷ, tốt thăng quan, nhậm chức, kết hôn. Nguyệt Giải, tam hợp, tuế đức, tốt mọi việc. Yếu Yên, tốt khởi tạo, tác sự, cầu tài. Đại Hồng Sa, tốt bách sự đều cát. Bất Tương, tốt cho hôn nhân. Sao xấu thì gồm có sao: Thiên Hình, bất nghi dụng, đại kỵ từ tụng. Cô Thần, kỵ giá thú. Sát Chủ âm, bất nghi dụng, đại hung. Không Phòng, kỵ giá thú. Bại Nhật, bất cử, kỵ thượng quan, kết hôn. Đao Khảm Sát, kỵ châm cứu. Tam Nương, kỵ tác sự, cầu mưu, kết hôn nhân, giá thú, khởi tạo, tu tạo, viễn du, xuất hành, thượng quan, phó nhậm. Trong đó có sao tam hợp, bất tương, tuế đức là sao đại cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Ngoài ra có sao sát chủ âm, tam nương là sao đại hung, mọi việc đều phải kiêng kỵ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 27 tháng 10, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như từ thiện, cầu cúng, tìm thầy chữa bệnh, tế tự, thi ân, hành huệ, công quả. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay: đi theo hướng chính bắc để đón tài thần và đi theo hướng đông nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày huyền vũ, xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu không nên đi. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 27 tháng 10 năm 2023. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý.
sau ngày 27 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy cục diện tương xung dễ dẫn đến những hiểu lầm, bất đồng giữa bạn và người ấy. Bản thân con giáp này cũng có phần vô tâm khi không hiểu được những nỗi lo lắng trong lòng của đối phương nên khiến cho người ấy tổn thương. May mắn có thiên tài giúp đường tài lộc có nhiều tin vui, nhất là những người buôn bán kinh doanh thì điềm báo càng rõ ràng, thu nhập tăng lên đáng kể. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nỗ lực chăm chỉ của mình, không còn áp lực về tiền bạc. Công việc được tiến hành thuận lợi, đúng tiến độ. Nhân viên văn phòng được cấp trên chấp thuận đề nghị tăng lương hoặc xét thưởng thi đua. Người kinh doanh kiếm được món hời từ việc tung ra thị trường sản phẩm mới, đáp ứng thị hiếu của đông đảo khách hàng trẻ tuổi. Với những tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, nên bắt đầu tiết kiệm và đầu tư càng sớm càng tốt. Với những tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, tình cảm gia đình nhiều mâu thuẫn cũng chỉ vì cái tôi quá cao. Với những tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, nên chi tiêu hợp lý, không nên hoang phí. Với những tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, đừng cố đầu tư kinh doanh khi kiến thức bạn chưa đủ. Với những tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, tìm ra lời giải đáp cho những vấn đề khúc mắc. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 41. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy cục diện tương hại là điềm báo nhắc nhở người tuổi Sửu sẽ có một ngày khá vất vả và chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần. Không những phải đối diện với khối lượng công việc đồ sộ mà còn phải lo đề phòng kẻ xấu ám hại đường quan lộc, cản bước đường thăng tiến. Kiếp tài giáng họa, sự nghiệp của người tuổi Sửu vướng phải nhiều khó khăn trong ngày hôm nay. Bạn dễ gặp phải mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí để tập thể rơi vào cảnh chia rẽ, khiến công việc tiến triển một cách khó khăn. May mắn có đào hoa mang đến những điều tốt đẹp cho chuyện tình duyên của con giáp tuổi Sửu. Nhưng dường như bạn đang để mạng xã hội chi phối quá nhiều tình cảm của mình thì phải. Đừng có thứ gì cũng khoe lên Facebook một cách hào nhoáng như vậy. Nên nhớ mạng xã hội còn là con dao hai lưỡi khi chia sẻ tất cả mọi chuyện riêng tư, đời sống cá nhân của bạn lên đó. Với những tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, hợp tác làm ăn thu lợi lộc tốt, không có gì phải lo lắng. Với những tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, không nên đưa ra những quyết định độc đoán. Với những tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Với những tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, gặp nhiều tình huống bất lợi trong ngày. Với những tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, tránh xa thị phi trong công việc hay các mối quan hệ xã giao. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 22 và số 33. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu, vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, nhờ tam hợp, con giáp tuổi Dần đang độc thân hoặc đang tìm kiếm một nửa, có những thời khắc tuyệt vời cho chuyện tình cảm. Chủ động tấn công gây ấn tượng tốt với mọi người. Tuy nhiên hãy tránh xa những người đã có gia đình, nếu không bạn sẽ vướng vào một mối quan hệ nhiều rắc rối. Thiên quan dự báo con giáp này sẽ khá đau đầu vì chuyện tiểu nhân quấy phá.
có vẻ như những thành quả mà bạn đạt được khiến cho những kẻ xấu bụng ôm lòng đố kỵ và ghen ghét, tìm cách chiếm đoạt công sức hoặc ngáng trở con đường bạn đi. Hôm nay khuyên cô Giáp Tuổi Dần phải tỉnh táo nếu không muốn vướng vào rắc rối về chuyện tiền bạc không đáng có. Bản mệnh phải hết sức thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói, trong từng quyết định trong ngày hôm nay. Hãy luôn kiên định và vững tâm để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Với những tuổi Giáp Dần mệnh Thủy, tiền bạc dồi dào nhờ biết chọn đúng thời cơ. Với những tuổi Bính Dần mệnh Hỏa, công việc có thể gặp rắc rối, khó hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Với những tuổi Mậu Dần mệnh Thổ, nhận được sự yêu mến của nhiều người. Với những tuổi Canh Dần mệnh Mộc, kiếm tiền chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Với những tuổi Nhâm Dần mệnh Kim, tiền bạc kiếm được vô cùng dễ dàng. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 26. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, chính quan hối thúc khiến cho con giáp tuổi Mão đang ở một trong những giai đoạn mà bạn khao khát thay đổi, và lần này bạn đã sẵn sàng để biến nó thành hiện thực. Tuy nhiên, đừng kịch tính hóa những lời bạn nói, nếu không có thể bạn sẽ gặp áp lực vì chính những thứ bạn vạch ra trong giấc mơ đấy. Tiền thì không biết bao nhiêu cho đủ, nhưng tuổi Mão luôn luôn biết hài lòng với hiện tại và cố gắng mỗi ngày, không hoang tưởng nên trời xanh sẽ không phụ lòng bạn. Tuổi này nên bỏ tiền học thêm kỹ năng mới hoặc đầu tư cho con cái học hành, sau này sẽ có kết quả cực kỳ mỹ mãn. Tuy nhiên, cục diện tương phá, tuổi Mão có thể gặp nhiều chuyện không được như ý muốn. Vận trình tình duyên của con giáp này lại khá ảm đạm, đôi lứa bất đồng mâu thuẫn triền miên. Tuy chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt, nhưng lặp đi lặp lại quá nhiều lần cũng dễ khiến cho khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa hơn. Với những tuổi Ất Mão mệnh Thủy, được người xung quanh nhiệt tình giúp đỡ. Với những tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa, công việc suôn sẻ hơn nhờ quý nhân nâng đỡ. Với những tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ, dù bạn có dễ nổi nóng tới mức nào cũng nên nhớ tới hậu quả mà mình có thể gây ra đã nhé. Với những tuổi Tân Mão mệnh Mộc, nên biết cách tiêu tiền hợp lý. Với những tuổi Quý Mão mệnh Kim, đừng cư xử với người khác theo số tiền mà họ có. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 90. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp, tỷ kiên cho thấy những sai sót mà con giáp này sẽ gặp phải trong công việc khi tỏ ra quá cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của bất cứ ai. Công việc cũng vì thế mà gặp phải nhiều trở ngại ngoài ý muốn. Chỉ cần một phút nóng vội, mọi thứ bạn gây dựng trong suốt thời gian qua có thể tan thành bong bóng, nhất là trong các quyết định liên quan đến tiền bạc. Hãy luôn giữ cho mình sự tỉnh táo nếu không muốn hao tán tài của. Ngũ hành thổ vượng khiến tuổi Thìn có thể gặp phải một số vấn đề trong quá trình giao tiếp với các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên hãy nhớ rằng tranh cãi đến cùng là chuyện không nên. Đừng biến những ngày cuối tuần của mọi người trở nên ngột ngạt và căng thẳng chỉ vì những hành xử tùy tiện của bản thân. Với những tuổi Giáp Thìn mệnh Hỏa, trở nên hành động một cách mù quáng. Với những tuổi Bính Thìn mệnh Thổ,
đề phòng kẻ xấu hãm hại, lừa gạt tiền bạc. Với cái tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, tính khí thất thường khiến người ngoài khó hiểu. Với cái tuổi Canh Thìn, mệnh kim, tình cảm có lúc nóng lúc lạnh là chuyện bình thường. Với cái tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, thận trọng với những chuyện liên quan tới tiền bạc. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 08. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi ngày mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, nhờ tam hội thúc đẩy, người tuổi Tỵ luôn giữ được tinh thần hăng hái, tích cực khi làm việc. Chính vì vậy, bạn không sợ khi phải đối diện với khó khăn. Hôm nay thậm chí bạn còn vượt qua được giới hạn của bản thân. Chính ấn nâng đỡ cho con giáp tuổi Tỵ, công việc hôm nay thuận lợi hơn, bạn thực hiện được nhiều kế hoạch còn đang dang dở. Hiệu quả tăng lên đáng kể cũng là nhờ có được sự giúp đỡ của đồng nghiệp xung quanh. Nhờ đào hoa, người có gia đình có một ngày tràn ngập niềm vui bên những người thân yêu nhất của mình. Bản mệnh dành thêm thời gian để hâm nóng tình cảm vợ chồng, quan tâm đến cha mẹ, chăm sóc cho con cái nhiều hơn. Những ngày cuối tuần của Tỵ sẽ được êm đềm hạnh phúc. Với những tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, chớ nên tạo cảm giác xa cách quá với mọi người. Với những tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, đưa ra những cách giải quyết công việc hợp lý. Với những tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, gây ấn tượng với lãnh đạo, được giao nhiệm vụ quan trọng. Với những tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, có một ngày làm việc rất hiệu quả và năng suất. Với những tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, phải đòi lại nợ vì đó là tiền mồ hôi công sức của bạn. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 02 và số 44. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy vận trình tình cảm có phần giảm sút do ảnh hưởng của tự hình. Đây không phải là thời gian lý tưởng để bạn bày tỏ tình cảm. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội khác. Nóng vội sẽ chỉ khiến mọi việc gặp trở ngại hơn mà thôi. Thiên ấn báo hiệu hôm nay là một ngày làm việc ổn định và có thể thu được chút thành quả. Tài lộc trong ngày không có gì phải lo lắng, cả về nguồn thu chính và phụ đều ổn, đảm bảo cho bạn cuộc sống đủ ăn đủ tiêu. Nếu muốn bứt phá thì cần có kế hoạch dài hơi và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Người tuổi Ngọ làm công ăn lương, hoàn thành xuất sắc công việc được giao, khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Cấp trên sẵn sàng thăng chức tăng lương, giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại, là bàn đạp để bạn thăng tiến trong tương lai. Với những tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, gặp áp lực về tài chính, luôn trong trạng thái gồng mình. Với những tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức bỏ ra. Với những tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, không nên quá kiêu căng tự mãn. Với những tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, vận trình tình cảm dường như đi vào ngõ cụt. Với những tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, đối mặt với những vết rạn nứt trong chuyện tình cảm. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 60. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ.
Màu sắc cát tường là màu đỏ, hồng, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, nhờ tam hội giúp sức mà người tuổi Mùi có những phút giây yên bình bên cạnh những người thân yêu của mình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau mỗi ngày làm việc đầy căng thẳng. Khi gặp phải vấn đề gì, chỉ cần tâm sự với người thân là bạn cảm thấy thoải mái ngay. Lục hợp khiến cho con giáp tuổi Mùi trở nên dễ tính hơn. Bạn đang muốn lấy lòng, muốn mọi người yêu mến mình. Nếu bạn muốn làm một điều gì đó, hãy lên tiếng đề nghị và đặt câu hỏi thay vì giữ im lặng như hiện tại. Sự im lặng chỉ khiến cho bạn đánh mất cơ hội của chính mình ngày hôm nay mà thôi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kiếp tài nhắc nhở con giáp này cần phải kiên định, nhất là trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Đừng để những lời ngon ngọt của người khác mà dao động, đưa ra quyết định một cách vội vàng, thiếu suy xét, kẻo tiền mất tật mang khó tránh. Với cái tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, vấn đề tiền nong trở nên mập mờ, kẻo học việc. Với cái tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, cẩn trọng trong các kế hoạch đầu tư để tránh tiền bạc thất thoát. Với cái tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa, bạn sẽ dần hiểu ra mọi thứ trong công việc. Với cái tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, tình cảm vợ chồng khăng khít, gia đạo êm ấm. Với cái tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, tình yêu có nhiều điều được như ý. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 43. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, hôm nay người tuổi Thân sẽ chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong ngày thứ 6 này. Thực thần ghé thăm, vận may đang tìm đến với bạn thế này quả thực là hiếm có. Hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội, lấp đầy túi tiền của bạn ngay đi thôi. Dù bạn là ai, có thành công hay không thì vẫn nên nhớ rằng một trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể cường tráng. Vì sức khỏe tốt là điều kiện tiên quyết để phát triển toàn diện. Do đó hãy luôn quan tâm, chăm sóc sức khỏe của mình đúng cách. Bạn sẽ rất tự hào vì những gì mình có được. Trong gia đình, nếu muốn ngày hôm nay trôi qua yên bình hơn, bạn nên ghi nhớ một điều nhịn là 9 điều lành. Cho dù bạn là người đúng đi chăng nữa thì cũng cần phải lựa chọn thời điểm và cách thức thích hợp để bày tỏ quan điểm của mình. Với những tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Với những tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, có cơ hội phát tài nhờ các trò may rủi. Với những tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, trở nên lý trí hơn trong công việc, hiệu suất tăng cao. Với những tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, bạn cần nhiều dũng khí hơn trong công việc. Với những tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, có suy nghĩ cởi mở hơn trong mọi chuyện. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 31. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo,
mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy ảnh hưởng của thương quan khá tiêu cực. Con giáp tuổi Dậu nên mạnh mẽ hơn. Bạn đừng lo lắng quá nhiều về việc những người xung quanh đánh giá bạn như thế nào. Điều quan trọng là chính mình và tự tin vào bạn mà thôi. Đừng để những ánh mắt theo dõi khiến bạn bối rối và mất tự tin nhé. Nếu không, bạn đâu có thể thể hiện được hết khả năng của mình. Ngoài ra, hãy quản lý tiền bạc cẩn thận hơn. Thay đổi thói quen bạ đâu vứt đó của mình. Hôm nay bản mệnh có dấu hiệu phá tài. Chắc hẳn chẳng ai muốn công sức bao lâu của mình rơi vào tay kẻ khác. Hãy thật tỉnh táo trong các quyết định liên quan đến tiền bạc. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia của mình rất tốt đẹp nhờ có Hồng Loan. Người ấy luôn thấu hiểu và cảm thông cho những vất vả, khó khăn của bạn. Nếu gặp vấn đề gì khó xử, hãy tâm sự với người ấy để đôi bên cùng tìm ra cách xử lý hiệu quả. Với những tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, xui xẻo nối tiếp nhau xảy đến, dễ mất tiền oan. Với những tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, nguồn tài khí có nguy cơ giảm sút đáng kể. Với những tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, tiền bạc tổn hao, dễ bị thất thoát vì không tính toán cẩn thận. Với những tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, đụng độ hung tinh nên công việc trắc trở. Với những tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, tình cảm gia đình ngày càng khăng khít. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 50 và số 61. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, vàng nhạt, nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy tam hợp mang tới tin vui cho những cặp đôi từng bị gia đình phản đối. Thế nay nhiều người tuổi Tuất nhận được sự ủng hộ của người thân. Người độc thân cũng đã cởi mở hơn khi bạn nhận lời gặp gỡ đối tượng mà bạn được giới thiệu. Tình yêu tốt đẹp là vậy, tuy nhiên đôi lúc tỉ kiên có thể khiến cho con giáp này trở nên cứng nhắc, thiếu linh hoạt trong cách xử lý tình huống. Lẽ ra có thể giải quyết êm xuôi các vấn đề bất ngờ nảy sinh trong công việc, nhưng chính vì tính bảo thủ của bạn mà cuối cùng mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Tài vận của bản mệnh cũng không được tốt như mong đợi. Ngoài những yếu tố khách quan thì cũng phải xét đến nguyên nhân chủ quan. Khi bạn đang có phần hời hợt trong chuyện liên quan đến tiền bạc, bạn làm việc có phần cầu thả khiến cho tiền bạc nhầm lẫn, thất thoát lúc nào không hay. Với những tuổi Giáp Tuất, mệnh Hỏa, chuyện tình cảm trong ngày đón nhiều hỉ khí. Với những tuổi Bính Tuất, mệnh Thổ, đổ lỗi chỉ khiến bạn thêm lãng phí thời gian. Với những tuổi Mậu Tuất, mệnh Mộc, tin tưởng hơn vào các quyết định của bản thân. Với những tuổi Canh Tuất, mệnh Kim, nếu phải đi xa thì nên xuất hành theo hướng tốt. Với những tuổi Nhâm Tuất, mệnh Thủy, tự tin vào bản thân có thể gặt hái thành công. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 47. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi nhờ chính tài che chở nên nhận được rất nhiều lợi ích từ tính cách cần cù tiết kiệm của mình. Có thể đó là thu nhập tăng lên, hoặc bạn kiểm tra
và thấy mình đã tiết kiệm được một số tiền kha khá, đủ làm bạn an lòng. Hài lòng với những gì mình có là tốt, nhưng đôi khi bạn an phận quá, thiếu tính tiến thủ, thậm chí trở thành người nhu nhược, thực sự là điều không nên. Tiền bạc dư giả nên tinh thần làm việc rất tốt, công việc của người tuổi Hợi diễn biến thuận lợi, bản mệnh được cấp trên chiếu cố, giao phó vài công việc quan trọng. Đừng vì thế mà tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, kẻo đồng nghiệp ghen ghét đố kỵ, gây khó dễ trong quá trình công tác. Đường tình duyên của những chú Hợi có phần trắc trở do tứ tuyệt. Tình yêu mãi vẫn chưa đến dù bạn luôn rất mong chờ. Dường như luôn thiếu một thứ gì đó khiến bạn tưởng chừng đã chạm đến hạnh phúc rồi, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì trong tay. Với những tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, tình cảm gia đình lục đục, dễ có mâu thuẫn. Với những tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, không để vụt mất cơ hội kiếm tiền một cách đáng tiếc. Với những tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, kinh doanh thuận lợi, hàng hóa bán chạy. Với những tuổi Tân Hợi, mệnh kim, nên tranh thủ giải quyết những nhiệm vụ còn dang dở. Với những tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, mải mê giúp đỡ người khác mà bỏ quên công việc chính của mình. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 87. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, trắng, xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 27 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.